mà cover lại các nhân vật mình yêu thích, chắc chắn sẽ xuất hiện những bộ trang phục vô cùng là quen thuộc của các siêu anh hùng. Thế nhưng mà có những diễn viên lại từng ghét cay ghét đắng cái trang phục của mình đóng trong cái bộ phim siêu anh hùng. Khi các đạo diễn kể lại những câu chuyện gốc bắt nguồn từ truyện tranh, sẽ luôn luôn có một tập hợp cảnh quay cho thấy nhân vật chính đã thiết kế bộ đồ siêu nhân của mình như thế nào. Bởi vì các bộ đồ là điểm nhận dạng chính của các siêu anh hùng và cũng là cách mà khán giả kết nối với họ. Các nhà thiết kế trang phục đã phải đối mặt với một thử thách khó khăn vì kỳ vọng của khán giả là vô cùng cao. Cũng rất khó để thiết kế một bộ trang phục với độ bền đủ để chống chịu suốt quá trình quay phim. Hơn nữa, một khi trang phục đã được quyết định thì nó sẽ che chở cho anh hùng đó mãi mãi, bất chấp hậu quả ra sao, không hề áp lực gì cả. Nhưng có một điều mà chúng ta có thể hiểu được rằng các bộ trang phục đó sẽ không được thoải mái. Mỗi một diễn viên đủ may mắn để được mặc một bộ đồ như vậy lên người và họ biết chính xác rằng họ phải chịu điều này. Nhưng mà họ vẫn luôn mặc chúng bởi cơ hội để được làm siêu nhân đâu có đến mỗi ngày. Sau đây là 10 diễn viên xuất chúng từng ghét cay ghét đắng cái bộ trang phục siêu anh hùng của họ. Các bạn hãy cùng theo dõi nhé! Số 1. Ryan Reynolds trong Green Lantern. CGI là một công cụ tuyệt vời, nó có thể tạo ra sự sống cho những thế giới mới và mang con người trở về từ cõi chết. Nhưng nếu bị triển khai một cách nghèo nàn, nó sẽ làm hỏng toàn bộ trải nghiệm, bất kể là ai đang ngồi trước ống kính. Điều này lại đúng trong trường hợp bộ đồ của Hal Jordan trong bộ phim thất bại Green Lantern năm 2011. Được tạo ra bằng máy tính từ đầu đến chân nên các fan hâm mộ khá bực mình vì trông bộ đồ cực kỳ ngớ ngẩn. Nhưng mà chẳng ai ghép bộ đồ đó hơn chính anh chàng phải mặc nó vào chứ sao? Ryan Reynolds. Thật may là đây không phải lần cuối nam diễn viên này được mặc đồ của siêu anh hùng và quay trở lại màn ảnh rộng với vai Deadpool và chỉ trích về bộ trang phục ngớ ngẩn trước đây của mình. Diễn viên này cũng cho biết anh ta rất biết ơn rằng Deadpool được mặc một bộ đồ thật thay vì một bộ CGI. Những đứa trẻ mà anh ta đến thăm trong chương trình của tổ chức Make a Wish cực kỳ phấn khích vì được thấy một bộ trang phục thật sự chứ không phải là một bộ đồ ngủ chụp chuyển động mà anh ta từng mặc trong bộ phim Green Lantern. Số 2. Margot Robbie trong bộ phim Biệt đội cảm tử. Đây là bộ phim cực kỳ được mong đợi bởi đông đảo các fan. Với việc nhóm sát thủ trong phim vừa đảm nhận vai trò diễn và sản xuất phim cùng lúc, bộ phim hứa hẹn sẽ rất thành công. Nhưng đối với nữ diễn viên Margot Robbie thì đây lại là một hành trình lạnh lẽo. Đóng vai Harley cũng có nghĩa là phải mặc những bộ đồ phù hợp với tính cách đặc trưng của nhân vật này. Và trong trường hợp này thì đó là quần short bó mông, áo phông bóng chày đính thêm đinh tán. Bộ đồ này thì có phần hơi lòe loẹt, đặc biệt là khi đứng cạnh các bạn diễn mặc đồ hầm hố. Nhưng nữ diễn viên cũng nhắc nhở nhanh với mọi người rằng có một ranh giới nhất định giữa sự chịu đựng của cô ấy và yêu cầu của vai diễn. Có một cảnh yêu cầu cô phải ướt sũng trong khi cả đoàn nghỉ để ăn trưa. Cô đã phải ăn một chiếc burger trong bộ đồ ướt sũng dính chặt vào người. Nếu như mà là chúng ta trong cái tình cảnh đó thì chúng ta sẽ cảm thấy quá sức mà thôi. Bởi vì ai mà thích mặc một cái bộ đồ mà nó dính chặt vào người lại còn ướt sũng cơ chứ. Số 3. Jennifer Lawrence và Rebecca Romijn, loạt phim X-Men dị nhân. Các fan đã hoàn toàn bị thu hút bởi loạt phim X-Men bởi sự đa dạng nhân vật trong các bộ phim. Các dị nhân biểu diễn năng lực của họ theo một cách riêng và việc mang những nhân vật nguyên bản tới đời sống đòi hỏi sự cống hiến phi thường đằng sau hậu trường. Những biến đổi này không chỉ khó cho đội trang điểm mà còn với các diễn viên nữa. Cả hai người là Rebecca Romijn và Jennifer Lawrence đều đóng vai Mystic, dị nhân đổi hình dạng yêu thích của tất cả mọi người và một trong những diễn viên có vẻ ngoài tỏa sáng nhất loạt phim này. Cả hai diễn viên đều trùm một lớp giả da bên ngoài và sơn trực tiếp lên da. Quá trình này thường mất tới 7 tiếng một ngày. Sau khi Lauren bị dị ứng với loại sơn này, cuối cùng họ đã quyết định tạo ra một bộ đồ cho cô. Điều này đã giúp cho việc trang điểm của cô giảm xuống còn 3 tiếng. Tuy nhiên thì Romijn lại không được may mắn như vậy. Số 4. Paul Bettany trong phim Captain America: Civil War. Theo như Paul Bettany, việc dành 20 tiếng một ngày để dính cao su lên mặt là một trải nghiệm không hề thoải mái. Trong vai Vision, Bettany mặc một bộ trang phục trùm từ đầu đến chân và việc cho ta cảm giác khá là ấm áp. Nhưng những gì mà khán giả không thể thấy là những cái ống ở bên dưới bơm nước đá quanh cơ thể của anh ta để giúp hạ thân nhiệt. Một mánh dùng cho hầu hết các anh hùng xuất hiện trong phim. Tuy nhiên thì điều này cũng không giúp gì được cho anh ta trong gần 4 tiếng một ngày chỉ để mặc bộ đồ đó vào. Một bộ đồ mà anh ta từng nói rằng anh ta có thể xé tan nó trong chưa đến 1 phút vào cuối ngày. Vậy còn cả một ngày của anh ta thì sao? Đội diễn viên đóng thế có hai lời khuyên cho anh và bạn diễn Chadwick Boseman cũng trong hoàn cảnh tương tự rằng hãy đọc sách và ngồi thiền đi. Khi mà bộ đồ khiến anh ta cảm thấy rất tệ, Bettany nói rằng anh ta nghĩ là có bao nhiêu diễn viên muốn đóng vai này còn không được, và sự bực dọc của anh ta đã chuyển thành sự biết ơn. Số 5. Andrew Garfield cho phim The Amazing Spider-Man. Với tất cả các bộ phim về siêu anh hùng ra mắt gần đây, các nhà thiết kế trang phục đã phải làm việc rất vất vả để có thể mang lại những thiết kế phức tạp nhất từ truyện tranh lên màn ảnh. Và kết quả là họ trở nên khá sáng tạo. Một bộ trang phục tốt khiến cho việc nghĩ rằng nó được mặc vào bởi một người thật sự bị lãng quên sẽ dễ dàng hơn, người sở hữu các chức năng cơ thể thực sự. Bộ đồ nhện đầu tiên của Andrew Garfield trong The Amazing Spider-Man là một ví dụ tốt. Bởi vì nó là một bộ đồ công nghệ, cách duy nhất để nam diễn viên này giải quyết các vấn đề cá nhân là phải cởi hẳn nó ra, không hề dễ dàng bị bộ đồ được thiết kế bó sát vào người. Rất may là những nhà thiết kế đã nghe ý kiến của Garfield và thêm vào một cái khóa zip cho bộ đồ ở thế hệ tiếp theo. Tiếng gọi của thiên nhiên không phải là vật cản trở duy nhất. Hiển nhiên là cũng rất khó để nhìn qua chiếc mặt nạ, nhưng vì mặt nạ nhện và hình dáng mắt đã trở thành biểu tượng của anh ta, nên là mọi người đồng ý rằng tầm nhìn kém là một cái giá họ sẵn sàng trả để sát với nhân vật hơn. Số 6. Malin Akerman trong bộ phim Watchmen. Không cần biết độ sát bản gốc đến đâu nhưng mà các nhà làm phim thực sự đã mạo hiểm khi họ quyết định lấy cốt truyện từ những tác phẩm truyện tranh và biến nó thành phim. Luôn luôn có ai đó bị thương. Nhưng bất kể là bạn có thích bộ phim Người hùng báo thù của đạo diễn Zack Snyder hay không, bạn cũng phải công nhận rằng các bộ trang phục trong phim cực kỳ ấn tượng. Trong khi điều đó lại khiến các fan rất hài lòng, thì với Malin Akerman lại là một điều khó khăn. Trong vai siêu Spectre 2, Akerman đã phải di chuyển trong bộ đồ làm từ mủ cao su. Cô so sánh việc mặc nó với việc mặc một cái dây cao su. Nữ diễn viên cũng cho biết là bộ đồ của Spectre sẽ phóng đại nhiệt độ của bất kỳ căn phòng nào mà cô đang đứng, khiến cho cô có thể bị nóng hoặc là lạnh cóng luôn, tùy vào điều kiện nhiệt độ. Thêm một chiếc áo lót và giày cao gót nữa thì kết quả tạo ra là một quá trình thật khó khăn. Số 7. Ben Affleck trong phim Batman and Superman Dawn of Justice. Thời điểm Christian Bale giao lại vai cho người rơi Ben Affleck, ông chỉ có một lời khuyên duy nhất thôi. Hãy đảm bảo rằng cậu có thể đi vệ sinh được trong bộ đồ đó nhé. Và như các bạn đã được nghe thì đó là một bản án mà Andrew Garfield đã phải chấp nhận rồi. Chuyển sang quá trình quay bộ phim này, cộng với lời khuyên của Christian dẫn tới việc bộ đồ siêu anh hùng của Henry Cavill cũng được thay đổi để phù hợp với tiêu chí mới. Nhưng mà đó không phải là bộ đồ người rơi, là kẻ có tội trong việc làm giảm phong thái của Affleck, mà là bộ giáp thay thế mới là kẻ phải chịu tội. Trông nó thì cực kỳ ngầu trong cảnh quay cuối cùng của bộ phim đấy, nhưng mà trong thực tế thì nó không hề được như vậy đâu. Nam diễn viên mặc bộ đồ chụp chuyển động trong suốt cảnh quay này để giúp cho các kỹ sư có thể điều khiển cảnh quay đó với CGI. Kết quả là việc phải đánh nhau trong một bộ đồ ngủ không hề thích hợp đó với người đàn ông thép có thể là hơi xấu mặt một chút, đặc biệt là trong lúc đó bạn còn phải suy nghĩ nữa cơ. Số 8. Ron Perlman trong phim Hellboy. Ron Perlman đã đóng phim được một thời gian dài, nhưng khán giả thường nhận ra ông với những vai diễn trong các loạt phim Shaun of the Dead hay Head of War và Sinh vật bí ẩn và nơi tìm ra chúng nữa. Tuy nhiên có một nơi mà họ không thể nhận ra được ông, đó chính là vai Hellboy trong bộ phim cùng tên, và đó chính là điểm mấu chốt. Quá trình trang điểm quá kỹ càng đến mức khi ông xuất hiện trên trailer thì chỉ có mỗi phần mí mắt của ông là lộ ra ngoài. Những thứ khác không bị che phủ bởi da giả hay bọt thì cũng là một lớp sơn đỏ. Nam diễn viên thú nhận rằng ông cũng nhanh chóng cảm thấy mệt mỏi bởi quá trình này, nhưng mà không sao hết bởi ông thực sự rất yêu nhân vật này. Thật là một diễn viên có tâm. Số 9. Chadwick Boseman trong phim Captain America: Civil War. Các khán giả đã chờ nhân vật báo đen xuất hiện trên màn ảnh từ rất lâu rồi. Thế nên khi điều đó thực sự xảy ra vào đầu năm nay trong bộ phim kết hợp siêu anh hùng Captain America Civil War thì các fan cảm thấy rất hào hứng. Mà nhân vật tới đời thực là Chadwick Boseman. Bộ trang phục của nhân vật khiến cho nam diễn viên hoàn toàn bị bọc ở bên trong. Và xét tới việc bộ phim được quay suốt một mùa hè nóng nực thì thực sự là không thoải mái một chút nào. Bỗng dưng thì tôi cảm thấy thương cho họ. Bộ trang phục được làm từ rất nhiều mảnh chi tiết và phức tạp. Boseman nói rằng anh ta cũng khá quan ngại mình sẽ vô tình làm rách và mua việc thêm cho bên phụ trách trang phục. Nhưng đó là những gì mà anh ta phải vượt qua và cần phải nhanh lên vì một bộ phim riêng cho báo đen được cho là sẽ ra mắt vào năm 2018. Hơn nữa giờ đây anh ta đã được giới thiệu về thế giới điện ảnh Marvel, không thể biết được anh ta sẽ còn xuất hiện trong bao nhiêu phim nữa. Bất chấp tất cả khó khăn, Boseman đã tuyên bố rất nhiều lần rằng anh ta cảm thấy cực kỳ vinh hạnh khi được làm một phần của đội. Số 10. Olivia Munn trong X-Men Apocalypse. Olivia Munn đã xuất hiện khá nhiều trong các cảnh phim dựng từ truyện tranh từ khi cô làm dẫn chương trình của show G4 và cô đã đi một quãng đường dài kể từ đó. Kể cả việc đóng vai Sherlock trong bộ phim X-Men Apocalypse mới đây nhất. Đam mê của Moon với bản gốc và tình yêu của cô với nhân vật này là những gì mà cô có thể tập trung vào hàng ngày, trong khi cả cô và bộ trang phục của mình phải phủ một lớp bôi trơn để nó không bị rách. Tạo hình của nhân vật này gần đây đã bị chỉ trích vì quá hở hang, trong khi những người khác thì khen rằng nó rất đúng với bản gốc. Nữ diễn viên đã từng nói rằng bộ trang phục không hề thoải mái một chút nào và đã từng rách ở những nơi nhạy cảm. Nhưng mà đối với cô, ngoại hình của nhân vật phụ thuộc vào bản thân mình chứ không phải là bộ đồ. Hơn nữa là Shylock thậm chí còn không hề chọn bộ đồ đó. Người chọn nó là Apocalypse. Vậy đây, thế là hết rồi. Các bạn nghĩ thế nào về danh sách này? Chúng tôi có bỏ qua diễn viên nào cũng ghét bộ siêu anh hùng của mình hay không? Nhưng mà dù họ có ghét đi chăng nữa thì tôi nghĩ rằng là để có một sản phẩm phim tuyệt vời, tất cả chúng ta đều nên thông cảm cho họ, đúng không? Hãy cho